30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Tin cực nóng, rạng sáng hôm nay, bất ngờ hải quân của Mỹ bắt tàu chở dầu của phía Trung Quốc ở biển Đông ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, bắt giữ hàng ngàn tấn dầu thô và 100 thủy thủ đoàn, khiến cho chính phủ của Bắc Kinh đang sôi sùng sục. Thưa quý vị, theo một thông tin được đăng tải trên tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, hôm qua đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa hải quân Mỹ và hải quân phía Trung Quốc ở ngoài khơi biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía Bắc Kinh gây ra, khi một tàu chở dầu cỡ lớn của Trung Quốc đã ngang nhiên xông vào một bể chứa dầu lớn của tập đoàn của Mỹ để đánh cắp 1.500 thùng dầu thô và 20 triệu mét dầu tinh chế, khiến cho chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden vô cùng tức giận. Chi tiết cuộc đột kích lấy trộm dầu được tờ báo của Mỹ đăng tải chi tiết như sau. Vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm qua, khi màn đêm bao phủ toàn bộ Biển Đông, mọi lực lượng khai thác dầu khí của tập đoàn đang chìm trong giấc ngủ, thì một tàu chở dầu cỡ lớn của phía Trung Quốc mang nhãn hiệu Trung Quốc 338, đi theo đằng sau bảo vệ là 3 con tàu chiến mang theo rất nhiều súng ống, đạn dược, cũng như vòi rồng, cùng 2 máy bay J-35. Đội hình trên đã ập vào một bể dầu khí lớn của Mỹ để đánh trộm rất nhiều thùng dầu có giá trị lớn. Nhưng rất không may cho phía Bắc Kinh khi còi báo động của Mỹ vang lên trong màn đêm, đã thức tỉnh đội bảo vệ bờ biển cũng như là giàn khoan của Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Lập tức hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã được lệnh xuất kích, bao vây, bắt giữ gấp con tàu chở dầu trên của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, cuộc truy bắt con tàu chở dầu phía Trung Quốc rạng sáng ngày hôm nay đã được một vị chỉ huy mang tên Đô đốc Davidson, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cho chúng tôi biết như sau. Sau 2 giờ truy đuổi tăng tốc gấp ở ngoài khơi Biển Đông, trong một khung cảnh mà thời tiết mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, sóng to, gió lớn, chúng tôi đã đuổi kịp được con tàu chở dầu của Bắc Kinh và cho giàn trận bao vây. Tuy vậy, hải quân của chúng tôi đã bị hải quân phía Trung Quốc đáp trả một cách đầy quyết liệt, hai bên liên tục ăn miếng trả miếng nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Chỉ sau khi chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ quyết định cho thủy thủ đoàn nổ súng và phóng một quả tên lửa để uy hiếp, thì nhóm tàu hậu vệ của phía Bắc Kinh mới cho chạy toán loạn để thoát thân. Chúng tôi đã bắt sống được nhóm thủy thủ đoàn, cũng như là tàu chở dầu cỡ lớn của phía Trung Quốc để tra hỏi. Được biết, hiện phía chính quyền của Bắc Kinh đang hết sức sôi sùng sục khi nghe tin này. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Ánh và ông Vương Nghị cho rằng, tàu chở dầu của phía Trung Quốc không hề sai. Ông Vương Nghị và bà Hoa Xuân Ánh phía Trung Quốc đổ lỗi hoàn toàn là do phía Hoa Kỳ gây ra, khi nói rằng việc khai thác dầu khí trong vùng lãnh thổ đường lưỡi bò của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ là hoàn toàn sai trái. Vì vậy, toàn bộ số dầu trên là của Trung Quốc, đây là Bắc Kinh chỉ ra đòi lại, chứ không phải là đi lấy trộm, cho nên tờ báo của Mỹ đăng tải tin tức tàu chở dầu của Trung Quốc lấy cắp dầu của Mỹ là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng hành động trên là gây ra nguy hiểm cho con đường lưỡi bò của Bắc Kinh, và kêu gọi Hoa Kỳ hãy ngừng ngay những hành động khai thác dầu khí trái phép trong vùng đặc quyền trong vùng Aegean và vùng lãnh thổ của Trung Quốc, nếu không Bắc Kinh sẽ đáp trả một cách đầy mạnh mẽ. Thưa quý vị, hiện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đang liên tục gửi những cái công hàm đến Liên Hợp Quốc để nói rằng Mỹ đã gây ra tổn hại nguy hiểm Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua, trong khi các nhà quan sát cho rằng chính Trung Quốc mới là nguyên nhân gây ra những đụng độ căng thẳng, những đụng độ nảy lửa ở ngoài Biển Đông trong thời gian vừa qua. Được biết, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đang liên lạc với cả hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ để đưa ra những phương án giải quyết thích hợp. Theo một nguồn tin tiết lộ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden hết sức tức giận và nói rằng sẽ bắt giữ toàn bộ tàu dầu của phía Trung Quốc cùng thủy thủ đoàn để xét xử theo đúng luật pháp quốc tế, cũng như gửi một thông điệp cứng rắn từ chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc không nên làm loạn ở ngoài Biển Đông, cũng như không điều tàu dầu ra để lấy trộm những cái mỏ dầu và thùng dầu của các tập đoàn khai thác dầu khí nước ngoài, nếu không Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc. Thưa quý vị, theo những nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, Trung Quốc không chỉ đi gây hấn, bắt nạt ở vùng biển Hoa Đông, vùng biển Hoàng Hải hay eo biển Đài Loan, họ còn cho tàu đi lấy trộm dầu của các tập đoàn như của Ấn Độ. Thông tin này đã được một tờ báo ở thủ đô Ấn Độ, tờ báo New Delhi cho biết, cách đây khoảng tầm 6 ngày, một nhóm tàu tác chiến cùng tàu chở dầu khác của Bắc Kinh đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của công ty dầu khí Ấn Độ ở vùng biển Natuna của Indonesia để lấy trộm những thùng dầu lớn của tập đoàn này. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng khi hải quân của Ấn Độ kết hợp với cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển của Indonesia, liên minh ra tay trừ khử Trung Quốc, bắt giữ tàu chở dầu. Được biết, Trung Quốc liên tục ngang ngược trên Biển Đông để buộc các tập đoàn dầu khí nước ngoài nản chí, không dám khai thác, bắt tay làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam mà trong đó có cả Việt Nam. Gần đây nhất,
Bắc Kinh còn đem tàu hải cảnh đi gây hấn, quấy nhiễu, ngăn cản việc khai thác dầu khí của tập đoàn Gazprom Nga khi xâm nhập thẳng vào trận địa để gây áp lực. Tuy nhiên, hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa. Thưa quý vị, lẽ phải luôn được pháp luật bảo vệ. Vì thế, ba lần đi ăn trộm trên Biển Đông, phiến quân của Trung Quốc đều bị các nước ra tay xua đuổi và bắt giữ được. Rạng sáng ngày hôm qua, Mỹ là một quốc gia đi đầu trong công cuộc phòng chống những âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngoài giờ, hải quân của Hoa Kỳ đã bắt giữ tàu chở dầu cùng thủy thủ đoàn của Bắc Kinh để răn đe phía Trung Quốc. Tuy vậy, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả những cảnh báo của cộng đồng quốc tế để thách thức thế giới. Trong khi đó, thế giới thì đang muốn yên bình, còn Trung Quốc thì không muốn điều đó, thưa quý vị. Theo hãng CNN của Mỹ cho biết, một thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết, đại diện ông Lloyd Austin, cánh tay phải của Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp lên tiếng tại Nhà Trắng khi mà chỉ trích phía Trung Quốc một cách đầy gay gắt. Ông nói rằng, Trung Quốc dám ra tay lấy trộm những thùng dầu lớn của Hoa Kỳ, đồng thời còn tỏ ra thách thức Mỹ. Điều này đã làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden vô cùng tức giận. Ông Joe Biden cho rằng, hải quân của phía Trung Quốc phải bị trừng trị tận gốc để bảo vệ cho tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ ở ngoài Biển Đông, đồng thời bảo vệ các nước trong khu vực, cũng như bảo vệ vùng biển của Việt Nam. Hãng CNN còn trích dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ, ông Lloyd Austin nhấn mạnh rằng, Trung Quốc là mối nguy hiểm cho khu vực cũng như trên toàn thế giới, đề nghị các nước phải hết sức cảnh giác với cả phía Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng cho hải quân, quân đội trực chiến 24/24 giờ ở vùng biển của nước mình. Nếu phát hiện ra những sai trái, những điều vô lý của phía Trung Quốc thì phải lên án một cách mạnh mẽ, đồng thời sẵn sàng chiến đấu một cách cứng rắn nhất. Nếu không, Trung Quốc sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Khi đó, nguy hiểm sẽ là khôn lường và an ninh trong khu vực sẽ bị đe dọa bởi phía Bắc Kinh. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết để trừ khử Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình và trừng trị Bắc Kinh, thưa quý vị. Có một cái tin được cho là rất mới. Vào ngày hôm qua, hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, dịch bệnh Covid vẫn còn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trên toàn cầu, thì phía Trung Quốc lại gây ra một mối an nguy cho Hồng Kông, đó là do một cái luật an ninh làm cho người dân của Hồng Kông vô cùng bức xúc. Cách đây khoảng một tuần, đích thân người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đưa ra một luật, được cho là luật an ninh cho người Hồng Kông. Chính vì điều này đã làm cho người dân, cũng như cộng đồng những người đang sinh sống ở Hồng Kông vô cùng tức giận. Hãng Reuters cho biết, hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, đã có hàng ngàn người dân của Hồng Kông đã tràn xuống đường biểu tình, phản đối dự luật an ninh mới của phía Trung Quốc. Những người biểu tình cáo buộc đây là một trong những đạo luật bóp nghẹt quyền tự do của người dân ở đặc khu hành chính này. Tờ báo của Hồng Kông nhắc lại dự luật được đưa ra trong phiên họp Quốc hội thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đề ra các biện pháp nhằm trừng phạt các hành động như phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ chế độ. Và sau khi chính phủ của Trung Quốc ban hành đạo luật an ninh mới áp dụng cho người Hồng Kông, thì hàng ngàn người dân của Hồng Kông đã tràn xuống đường biểu tình, giống như giai đoạn năm 2019. Hàng nghìn người dân cứ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần họ lại tràn xuống đường, tràn xuống những ga điện ngầm, tàu sân bay, bến cảng để phản đối đạo luật chống bạo động ở Hồng Kông. Theo một tổ chức trên nghiên cứu về Trung Quốc cho biết, khi mà dịch bệnh Covid được khống chế thành phố Vũ Hán, chính phủ của ông Tập Cận Bình đẩy mạnh dùng vũ lực, uy hiếp Biển Đông, uy hiếp eo biển Đài Loan, uy hiếp vùng biển Hoa Đông và Hồng Kông. Điều này đã dẫn tới những cuộc đụng độ, những mối thù sâu sắc đối với cả Trung Quốc. Hiện nay, tình hình nội bộ ở Hồng Kông hết sức cam go khi những người biểu tình đang tụ tập rất đông người ở quảng trường, trung tâm, cũng như các sân bay, bến cảng, làm cho dịch bệnh Covid chưa chấm dứt, thì nay lại đến vấn đề biểu tình lớn ở Hồng Kông, làm cho an ninh khu vực liên tục bị đe dọa. Nguyên nhân không ai khác đó chính là Trung Quốc gây ra. Năm ngoái, chúng ta còn nhớ việc biểu tình ở Hồng Kông diễn ra hết sức phức tạp, khi các sân bay, bến cảng liên tục bị các cảnh sát cũng như người dân bắn đạn hơi cay và đốt cháy. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái, Hồng Kông rơi vào một tình cảnh hết sức đau thương khi không ai dám đến Hồng Kông bằng con đường hàng không, cũng như tàu điện ngầm, hàng ngàn các quán xá, du lịch, khách sạn bị đóng cửa. Nền kinh tế của Hồng Kông lớn nhất ở châu Á và lớn thứ hai trên thế giới cũng bị tê liệt bởi nạn biểu tình. Chính vì điều này năm nay nó lại đang xảy ra và Mỹ đang rất quan ngại, thưa quý vị. Theo tờ báo New Delhi của Ấn Độ cho biết, tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang căng như dây đàn khi những binh lính của Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình chỉ đạo rằng Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu với quân đội của Ấn Độ nếu như xảy ra đụng độ căng thẳng. Hiện phía Trung Quốc đang xây những lô cốt hay đường hầm và đào hào xung quanh biên giới của Ấn Độ. New Delhi cực liệt lên án những hành động ngang tàng của phía Trung Quốc. Chính phủ của Ấn Độ nói rằng Trung Quốc đang tỏ ra rất hung hãn và yêu cầu Mỹ hỗ trợ Ấn Độ để trừng trị Bắc Kinh. Hãng BBC News, một hãng tin nổi tiếng trên thế giới, điểm quanh một vài thông tin cho biết, tất cả các nguyên nhân như dịch Covid, tình hình Biển Đông, tình hình ở eo biển Đài Loan, tình hình ở biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải hay biên giới Trung Triều, biên giới Ấn Độ
biên giới Pakistan, biên giới giữa Trung Quốc và Nga liên tục xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng, đều là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Vào rạng sáng nay cũng thế, tàu chở dầu của Trung Quốc đang ngang nhiên đi lấy trộm, ăn cắp những thùng dầu khí của Mỹ, làm cho căng thẳng giữa hải quân của Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục xảy ra đụng độ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Kể từ tháng 5, miền Nam Trung Quốc đã trải qua một số quá trình mưa lớn và 79 con sông ở 9 tỉnh miền Nam đã trải qua lũ lụt quá mức. Các quan chức Trung Quốc cho biết họ không loại trừ khả năng xảy ra tình trạng lũ muộn nhưng sẵn sàng ứng phó một cách khoa học. Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, theo dõi của Bộ Tài nguyên nước cho thấy 79 con sông đã vượt quá mức cảnh báo, một số con sông vượt mức cảnh báo tới 3,32m. Trong tuần tới, dòng chính hạ lưu sông Dương Tử và mực nước hai hồ có thể dâng cao hơn nữa. Bộ Tài nguyên nước cũng cảnh báo rằng từ tháng 6 đến tháng 8, lũ lụt lớn hơn có thể xảy ra ở trung lưu sông Hoàng Hà, một số hệ thống nước của sông Hải Hà và sông Tùng Hoa và có thể có lũ quá mức ở sông Châu Giang, Thái Hồ và sông Liêu Hà và mưa lớn trong khu vực và lũ lụt có thể xảy ra ở sông Dương Tử và sông Hải Hà. Vương Vĩ, Giám đốc Bộ phận Thông tin Kỹ thuật của Cục Phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng từ tình hình hiện tại, tình hình lũ lụt năm nay nằm trong mức bình thường nhưng không loại trừ khả năng diễn biến tình hình lũ lụt sau này, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Vương Vĩ cũng cho biết Bộ Tài nguyên nước sẽ tăng cường tham vấn chung với Cục Khí tượng, chú ý theo dõi sự phát triển và thay đổi của điều kiện nước mưa, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, làm tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi, công tác phòng chống lũ lụt an toàn hồ chứa và kiểm tra, bảo vệ công trình đảm bảo an toàn phòng chống lũ. Theo Reuters, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961 vào mùa hè năm ngoái, đưa ra cảnh báo lũ lụt cho các con sông và hồ lớn và đưa mực nước tại đập Tam Hiệp lên gần mức đỉnh. Theo thống kê chính thức, số nạn nhân lũ lụt ở Trung Quốc lên tới 63,46 triệu người và hơn 54.000 ngôi nhà bị sập. Giới truyền thông cũng bày tỏ quan ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Giả Hiểu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết vào cuối tháng 4 rằng trong bối cảnh trái đất nóng lên, các thảm họa do thời tiết và khí hậu khắc nghiệt gây ra sẽ ngày càng gia tăng trong tương lai và nguy cơ nhiệt độ cao, lũ lụt hạn hán và các thảm họa khác sẽ gia tăng. Mới cuối tuần trước, thời tiết khắc nghiệt như mưa đá và mưa đóng băng đã xảy ra trong cuộc thi chạy marathon trên núi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, khiến 21 vận động viên thiệt mạng. Ngoài ra, một trận lốc xoáy đã tấn công Vũ Hán trong tháng này và một trận lốc xoáy khác ập vào tỉnh Giang Tô ven biển phía đông. Hai trận lốc xoáy đã khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Cảnh báo đỏ Hoài Hà, tình hình lũ lụt khẩn cấp Vương Gia Bá bắt đầu xả lũ. Lưu vực sông Hoài Hà của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong nhiều ngày và mực nước tiếp tục tăng nhanh. Cục Quản lý nước đã đưa ra cảnh báo đỏ vào hôm thứ Hai và Vương Gia Bá, được gọi là cửa đầu tiên của sông Hoài Hà, trong 1.000 dặm bắt đầu xả lũ, bụng đột đầu tiên của hơn 2.000 người dọc theo bờ biển. Cư dân đã được sơ tán khi lũ sông Dương Tử chưa rút, tình hình lũ lụt trên sông Hoài Hà đã rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát Nguồn nước Hoài Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy ban Hoài Hà tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu đỏ cho đoạn Vương Gia Bá của sông Hoài Hà vào lúc 11 giờ 30 phút sáng thứ Hai. Mực nước tại Vương Gia Bá trên sông Hoài Hà ở huyện Phú Nam, tỉnh An Huy đã tăng lên 29,3m so với mực nước đảm bảo, rất quan trọng đối với sự an toàn của thân đập vào sáng thứ Hai và tiếp tục tăng với tốc độ 3cm mỗi giờ. Do đó, Ủy ban Hoài Lâm đã quyết định ngừng xả nước lúc 8 giờ sáng thứ Hai, 31 phút xả lũ để giảm áp lực lũ thượng nguồn. Trước khi lũ lụt được giải phóng, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 2.000 cư dân ở Hạ Lưu, quận Mạnh Oa. Lúc 7 giờ sáng thứ Hai, mực nước tại Vương Gia Bá đến Hoài Nam của dòng chính sông Hoài Hà đã vượt mức cảnh báo. Trạm Trịnh Dương Quan cũng đạt mực nước đảm bảo vào lúc 10 giờ 36 phút sáng và mực nước vẫn đang dâng cao. Cục Thủy văn đã nâng cấp cảnh báo cho đoạn Trịnh Dương Quan, một cảnh báo màu cam được đưa ra về lũ lụt. Các đơn vị liên quan và công chúng được yêu cầu tăng cường phòng tránh và tránh nguy hiểm kịp thời.
do mực nước sông Hải Hà tăng vọt và mực nước sông Dương Tử vẫn chưa chút xuống, tỉnh An Huy đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ lụt rất lớn. Chính quyền tỉnh An Huy đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Ủy ban Hoài Lâm cũng quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai, hạn hán và lũ lụt lên cấp 1, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Hai. Trong 2 tuần qua, Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa lớn từ Trùng Khánh ở phía Tây Nam đến Thượng Hải trên bờ biển phía Đông. Một số khu vực dọc sông Dương Tử bao gồm cả Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây đã ban hành cảnh báo lũ lụt tối đa. Một bài báo phân tích của tuần báo tin tức Trung Quốc được truyền thông Trung Quốc đăng tải hôm thứ Hai cho biết, sông Dương Tử và sông Hoài Hà đã bị ngập cùng một lúc và 34 sông hồ đã vượt mức cảnh báo nước đã ngập đến cổ các phụ lưu của sông Dương Tử ở An Huy. Sông Hoài dài 1.000 km chảy qua 5 tỉnh, dân số 165 triệu người. Lưu vực sông Hoài có mật độ dân số cao nhất trong tất cả các con sông ở Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và chế tạo nông nghiệp của Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc hoành hành trong nhiều tháng và không giảm. Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo kiểm soát lũ lụt cấp 1. Thưa quý vị, mưa và lũ xối xả ở Trung Quốc đã tiếp diễn trong ít nhất 2 tháng và không có dấu hiệu dừng lại. Đồng thời, khu vực mưa đã di chuyển từ hạ lưu sông Dương Tử lên thượng lưu và thượng lưu sông Dương Tử như miền Bắc Trung Quốc. 38 nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử hiện ở trên mực nước cảnh báo, với 19 nhánh trong số đó vượt mức nguy hiểm, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Theo Bộ Tài nguyên nước hôm thứ Hai, Tứ Xuyên nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử hiện đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Ít nhất 36.000 người buộc phải sơ tán đến nơi an toàn sau khi thành phố Yan vỡ bờ hôm thứ Hai khi sông Thinh Ji, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Theo tin tức chính thức của Tứ Xuyên Online, thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 vào lúc 2 giờ 28 phút ngày 18 tháng 8. 3 giờ sau, toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên đã phát động cùng một mức độ ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tứ Xuyên cảnh báo khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp cao nhất được kích hoạt. Các quan chức của cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán Tứ Xuyên cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt đang rất nghiêm trọng. Châu Tuyết Văn, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, giới thiệu tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện tổ chức rằng lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 63,46 triệu người trên khắp Trung Quốc, cao hơn 12,7% so với mức trung bình của 5 năm qua. Ông cũng cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt gây ra lên tới 179 tỷ nhân dân tệ, khoảng 25,82 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm. Số người chết và mất tích do lũ lụt là 219 người, giảm là 54,8% so với mức trung bình của 5 năm qua. Châu Tuyết Văn dự đoán trong cuộc họp báo cùng ngày rằng mùa lũ chính ở Trung Quốc năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 9 và khả năng xảy ra thảm họa lũ lụt vẫn rất cao. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo rằng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa sẽ có lũ lụt rõ ràng ở thượng lưu sông Dương Tử, thượng lưu sông Hàn, trung lưu sông Hoàng Hà, thượng lưu của sông Trương Hà ở lưu vực sông Hải Hà, thượng nguồn của sông Lộ Giang ở lưu vực sông Song Liêu, sông Tùng Hoa, sông Hun và thượng nguồn của sông Tây Giang. Trung Quốc dường như đang trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong 49 năm trong năm nay và nó xảy ra trên toàn quốc. Lượng mưa và lũ lụt của Trung Quốc năm nay được cho là đã vượt qua trận lũ lụt thảm khốc năm 1998 và đã diễn ra trên toàn quốc từ Nam chí Bắc. Nguyên nhân của nó là gì? Truyền thông chính thức Trung Quốc dẫn lời các học giả Trung Quốc cho rằng do nhiệt độ nước biển bất thường ở Ấn Độ Dương, lượng mưa quá cao, các sông vừa và nhỏ trở thành khu vực kiểm soát lũ yếu, dẫn đến những con đê nhỏ và những thảm họa lớn. Trịnh Nghị, một nhà văn Trung Quốc đương đại và là nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài, đã viết một bài báo trên đài Á Châu Tự Do vào tháng 6 năm nay, chỉ ra rằng tần suất lũ lụt và hạn hán ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Điều này đương nhiên liên quan đến sự nóng lên toàn cầu do nhà kính gây ra ảnh hưởng, cũng như cường độ phát triển và phá hủy công trình. Ông tin rằng, đặc biệt là trong 30 năm qua, phát triển là lời nói cuối cùng. Mọi thứ đều dựa trên tiền bạc, tôn sùng GDP cùng với quyền tài sản không rõ ràng, lãng phí tài nguyên và năng lượng và nghiện ô nhiễm. Sự suy thoái của môi trường sinh thái Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm và lũ lụt và hạn hán sẽ chỉ ngày càng gia tăng, hoặc hàng nghìn dặm đất đỏ, hoặc lũ quái dị, hoặc lũ lụt ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc, hoặc hạn hán sau lũ lụt, nó một cách ngắn gọn, không có thảm họa và sự tồn vong của đất nước Trung Quốc đã bị đe dọa rất nhiều. Tình hình lũ lụt ở Hà Nam lan rộng về phía Bắc
và hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán và chuyển đi. Lượng mưa lớn tàn phá Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam và các thành phố xung quanh trong nhiều ngày đang lan ra phía bắc của tỉnh, buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm nghìn cư dân thành thị và nông thôn. Mưa lớn ở Hà Nam đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 8 người mất liên lạc và hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng, theo đài truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV và Tân Hoa Xã hôm thứ Năm. Theo Reuters và một số báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, khi lượng mưa lớn dần di chuyển về phía Bắc, nhiều khu vực thành thị và nông thôn ở phía Bắc tỉnh Hà Nam bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ cao nhất cho 4 thành phố phía Bắc Tân Hương, An Dương, Hebi và Jiaozhou vào đầu giờ ngày thứ Năm. Khi đó, lượng mưa ở các thành phố này đã vượt quá 50mm vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Vài ngày nay, lượng mưa tích lũy ở tất cả các thành phố đã vượt quá 100mm. Những thành phố này và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn đang phải đối mặt hoặc đã bị ngập úng nghiêm trọng và các mối đe dọa lũ lụt. Trụ sở chính của phòng chống lũ và cứu trợ thảm họa ở An Giang ở tỉnh Hà Nam hôm thứ Năm đã ban hành thông báo khẩn cấp rằng tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố đã bị đình chỉ, tất cả các doanh nghiệp và cơ quan trong thành phố, ngoại trừ các nhân viên cứu hộ và cứu trợ thiên tai và nhân viên trực nhà. Tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe đều đã được sơ tán. An Giang đã hứng chịu trận mưa lớn kể từ hôm thứ Hai và lượng mưa tích lũy đã vượt quá 600mm. Thành phố cũng đã sơ tán 73.000 người. Thành phố Tân Hương đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 812mm trong khoảng thời gian từ thứ Ba đến thứ Năm, nhiều lần phá vỡ các kỷ lục lịch sử của địa phương. Tất cả 7 hồ chứa cỡ trung bình ở thành phố Tân Hương đã làm ngập các con đê và nhấn chìm hàng chục ngôi làng và thị trấn gần đó. Trận mưa xối xả ở Tân Hương không chỉ khiến 470.000 cư dân trở thành nạn nhân mà còn khiến 55.000 hecta hoa màu bị ngập lụt. Để giảm bớt tác động của thảm họa, chính quyền thành phố đã tổ chức một đội cứu hộ gồm 76.000 người. Trịnh Châu, nơi hứng chịu trận mưa xối xả trong gần một tuần, cuối cùng đã được thông thoáng vào thứ Năm. Trụ sở phòng chống lụt bão và cứu trợ thiên tai Trịnh Châu ngay lập tức thông báo rằng mức ứng phó khẩn cấp của kiểm soát lũ lụt cấp 1 sẽ được hạ xuống cấp 3. Nhưng nước ngập sâu đến thắt lưng có thể nhìn thấy khắp nơi và một số tuyến phố trong thành phố vẫn chìm trong nước hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ dùng xuồng cao su chở nạn nhân đến nơi an toàn. Một số người đội đồ đạc cá nhân lên đầu từ từ lê bước qua vùng nước đọng. Một số người đứng trên nóc ô tô chìm nửa nổi chờ lực lượng cứu hộ đến giúp. Một phóng viên của Reuters tại Trịnh Châu đã quan sát thấy một chiếc máy xúc đang lái trên mặt nước, mang theo một số nạn nhân được cứu trong người. Trịnh Châu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa lũ lụt do lượng mưa lớn này gây ra. Thứ ba tuần này, Trịnh Châu đã có một trận mưa lớn hơn 200mm trong vòng 1 giờ. Trong 3 ngày từ thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba, lượng mưa tích lũy của thành phố cao tới 617,1mm, gần như đạt được lượng mưa thông thường hàng năm là 640,8mm. Một nhân viên cứu hộ được phỏng vấn bởi Reuters nói với điều kiện giấu tên, cho biết đội cứu hộ của anh ấy đã giải cứu khoảng 1.000 người từ một cộng đồng vào thứ Tư và họ đã dự định giải cứu 1.000 người khác vào thứ Năm. Một số người miễn cưỡng rời khỏi nhà của họ miễn là họ có thức ăn, người cứu hộ cho biết. Bởi vì nếu họ rời khỏi nhà, họ không có nơi để đi, nhưng nếu họ hết thức ăn, họ sẵn sàng đi cùng chúng tôi. Một người dân Trịnh Châu họ Su nói với Reuters rằng, anh ta đã bị mắc kẹt nhiều ngày trong căn hộ cao tầng cùng vợ và hai con mà không có nước. Chúng tôi không có nước, không có điện và không thể tắm. Chúng tôi phải giữ nước dùng để dội nhà vệ sinh. Người dân này nói, tôi đã sống ở đây được nhiều năm rồi và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Ông Su cho biết gia đình ông đã kiên nhẫn đứng trước cửa căn hộ của họ, chờ tàu cứu hộ đến đưa họ đi. Trong số 33 người chết trong thảm họa lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, có 12 người chết trong hệ thống tàu điện ngầm Trịnh Châu, nơi bị ngập do mưa và không thể cứu hộ. Chính quyền thành phố Trịnh Châu tiếp tục giữ cho hệ thống tàu điện ngầm hoạt động bình thường. Sau trận mưa lớn, đã được Cục Khí tượng Trịnh Châu ban hành ít nhất 5 lần cho đến 6 giờ chiều thứ Ba. Khi bức tường chống thấm của tàu điện ngầm bị cuốn trôi và các toa tàu điện ngầm bị cuốn trôi,
Việc tạm dừng dịch vụ chỉ được thông báo khi các làn đường và nhà ga đã ngập trong nước, khiến người ta lần lượt nghi ngờ về thảm họa tự nhiên hay nhân tạo. Mặc dù lượng mưa lớn ở Trịnh Châu lần này rất dữ dội, nhưng các biện pháp kiểm soát lũ lụt chậm chạp của chính quyền thành phố, các biện pháp ngăn chặn không đầy đủ ở khu vực đô thị chính và việc bắt tàu điện ngầm muộn cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước mưa chảy ngược và khiến hành khách trên tàu điện ngầm tử vong. Tuy nhiên, số người chết chính thức đã làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một cư dân mạng cho biết đường hầm Trinh Quang, một đường hầm dài 4 km đã bị nhấn chìm và san lấp trong vòng 5 phút. Những chiếc xe bị bỏ rơi gần lối ra chạy hết và những người ở xa không thể tưởng tượng được nó phải tuyệt vọng như thế nào trong đường hầm. Theo số liệu của Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng tới 3,04 triệu người tại 877 thị trấn và thị trấn thuộc 103 quận, thành phố, huyện của tỉnh Hà Nam, 33 người chết và 8 người mất liên lạc do thảm họa. Tỉnh đã di rời khẩn cấp 376.000 người đến nơi tránh nguy hiểm, đồng thời di rời khẩn cấp và tái định cư cho 256.000 người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 215,2 ha. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 189 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, với sự hình thành của một rãnh gió mùa dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc, ở miền Nam Trung Quốc, Hồng Kông đã bị ảnh hưởng bởi mưa rào kể từ giữa tháng này. Khi rãnh gió mùa di chuyển đến bờ biển phía Nam Trung Quốc vào tuần qua, luồng không khí Tây Nam hoạt động liên quan cũng bắt đầu di chuyển, ảnh hưởng đến Hồng Kông cùng một lúc. Nó bắt đầu xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống, thường xuyên có mưa rào lớn và dông nghiêm trọng. Cảnh báo mưa bão màu vàng tiếp tục có hiệu lực từ tối đến nửa đêm ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian này, một số khu vực trên đảo Hồng Kông và đảo Lam Đầu ghi nhận lượng mưa vượt quá 70mm mỗi giờ. Chỉ báo mưa bão màu đen, quận Cửu Long và Quỳ Thanh ghi nhận lượng mưa hơn 200mm chỉ trong vài giờ. Ngày hôm sau, khi gió Tây Nam mạnh thêm, thời tiết càng xấu đi, tổng lượng mưa là 546,2 mm được ghi nhận tại Đài Thiên Văn Hồng Kông trong 2 ngày. Bắt đầu từ lúc mặt trời mọc vào, vùng sông bão nghiêm trọng bắt đầu ảnh hưởng đến Hồng Kông. Mưa tiếp tục trên diện rộng đảo Lan Đầu, Thuyền Loan, quận Quế Thanh và khu vực Thâm Thủy Bộ thậm chí còn vượt qua chỉ báo mưa đen. Khoảng 70mm mỗi giờ vào đầu vùng lãnh thổ mới khu vực phía Bắc thậm chí còn duy trì mức mưa đỏ trong vài giờ và một số khu vực thậm chí còn ghi nhận hơn 80mm mỗi giờ. Lúc 8 giờ 35 phút sáng, cảnh báo mưa bão màu hổ phách lại có hiệu lực. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một trận lở đất trên sườn đồi trên đường Bố Ôn ở Vạn Trài đã ảnh hưởng đến các trường tiểu học, nhà thờ và trung tâm chăm sóc trẻ em cạnh đường Kennedy khiến 100 người phải sơ tán. Sau đó, sử dụng máy dò sự sống để kiểm tra xem có ai bị mắc kẹt hay không và cuối cùng xác nhận rằng không có ai bị mắc kẹt và không có thương vong. Trên đảo Lan Đầu, hòn đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, lượng mưa cao nhất được ghi nhận trong một giờ đã vượt quá 100mm và trời vẫn đen trong vài giờ cho đến trưa. Vào khoảng 10 giờ sáng, một bức tường chắn từ Thạch Mục Ca đến Bắc Công Âu trên đường Tùng Trung tại Lan Đầu bất ngờ bị sạt lở và đất lở làm đường ngập Tùng Trung của đảo Lan Đầu. Rất đông du khách đến tu viện Pauline phải đi bộ xuống dưới chân núi khi trời mưa lớn. Đến trưa, vùng dông bắt đầu suy yếu nhẹ, mưa dù đã giảm xuống dưới nhưng mưa lớn vẫn tiếp diễn trên diện rộng nên cảnh báo mưa vàng vẫn phải có hiệu lực. Trong thời kỳ này, nhiều ngôi làng dưới chân Thái Mạo Sơn ở Thuyên Vạn, chẳng hạn như làng Phù Dung Sơn, làng Quảng Ban Thiên, làng Mộc Miên Hạ, làng Lão Vệ và Học viện Viên Viên liên tiếp bị lũ lụt và một lượng lớn nước bùn màu vàng giống như thác nước, chúng đổ xô từ trên núi dọc theo con đường vào làng đến đường cao tốc Thuyên Cẩm. Trong thời gian này, một chiếc taxi vừa đến và bị mắc kẹt trong lũ và hành khách đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu. Rất may mọi người đều an toàn. Vào lúc chạng vạng tối, một vụ lở đất cũng xảy ra ở làng núi Phủ Dung gần đó. Đến khoảng 9 giờ tối, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được một nam dân làng bị mắc kẹt dưới trận lở đất, nhưng anh ta được xác nhận là đã chết. Ngoài Thuyền Vạn, một số ngôi làng ở Tuyên Mân, Nguyên Long và Phát Hưng cũng bị ngập lụt và một số dân làng cần sự hỗ trợ của lính cứu hỏa để thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài các khu vực nêu trên, lũ lụt, cây đổ và sạt lở đất cũng xảy ra ở nhiều nơi trên khắp Hồng Kông trong ngày hôm đó. Tổng cộng có 28 trận lũ lụt, 97 cây đổ và 59 vụ lở đất đã được báo cáo trên khắp Hồng Kông vào ngày hôm đó.
cảnh báo mưa bão màu hổ phách đã bị hủy bỏ lúc 21 giờ 10 sau gần 13 giờ. Đài Thiên văn Hồng Kông đã ghi nhận tổng lượng mưa là 303,3mm trong một ngày, lượng mưa trong một ngày cao thứ hai trong tháng này. Không giống như trận mưa lớn chưa từng có, cũng ghi nhận lượng mưa tích lũy cao vào tháng 5, mặc dù trận mưa trước đó có diện tích rộng hơn nhiều so với lần này và mưa kéo dài chưa đầy 10 giờ. Toàn bộ điểm được ghi lại bởi trụ sở Đài Thiên văn Hồng Kông. Tuy nhiên, lượng mưa kỷ lục 145,5mm, lượng mưa được ghi nhận từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng chỉ trong 1 giờ. Ngược lại, trận mưa xối xả năm ngoái và một ngày trước đó có đặc điểm là cường độ mưa thấp. Nhưng mưa diện tích rộng, tuy chỉ thấp hơn 3,8mm so với tổng lượng mưa của trận mưa bão năm ngoái, tổng lượng mưa ngày của trận mưa này lên tới 307,1mm nhưng cũng đủ khiến lượng mưa ở Hồng Kông kéo dài trong thời gian dài. Ngoài ra, cảnh báo mưa bão màu hổ phách, các tín hiệu cảnh báo có hiệu lực cùng ngày bao gồm cảnh báo dông bão, cảnh báo sạt lở đất, báo cáo đặc biệt về lũ lụt ở tân giới phía Bắc và tín hiệu gió mùa mạnh. Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu mưa lớn trong những tuần gần đây, gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực. Theo chu kỳ thời tiết hàng năm, mùa lũ tại Trung Quốc bắt đầu vào tháng 6 và các khu dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lại ngày càng dữ dội và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nơi đây. Mực nước tại một số con sông hiện nay thậm chí đạt mức kỷ lục trong 60 đến 100 năm. Trung Quốc cũng đang chuẩn bị các phương án phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai sau khi dự báo cho thấy nước này sẽ phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa trong mùa mưa lũ năm nay. Sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lở đất, lũ lụt kỷ lục trong 100 năm hình thành ở miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, lưu lượng nước ở hạ nguồn sông Bắc Giang, tỉnh Quảng Đông đạt 20.000 mét khối mỗi giây, mức kỷ lục trong vòng 100 năm qua. Tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt cơ chế ứng phó mưa lũ cao nhất với gần 480.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên đến 255 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt tại tỉnh Quảng Đông dự báo là sẽ vượt trận lũ lịch sử vào năm 1915. Có tỉnh Giang Tây gây thiệt hại lớn 70 triệu đô la Mỹ. Tại lưu vực sông Châu Giang, qua các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, hơn 100 con sông đều vượt mức báo động, có nơi mực nước vượt ngưỡng gần 10 mét. Từ tháng 5, miền Nam Trung Quốc đã phải trải qua 6 đợt mưa lớn trên diện rộng. Những nơi như tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, lượng mưa lên đến 621mm cao nhất trong hơn 60 năm qua. Một trận lở đất vừa ập đến tại một ngôi làng ở thành phố Trùng Khánh khiến 5 người mất tích. Trước mắt, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho công tác lũ lụt khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam. Cơ quan chức năng Trung Quốc dự báo cho năm nay, mưa lũ, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn. Chính phủ nước này chỉ đạo các địa phương hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Hơn 100 con sông đang báo động lũ miền Nam Trung Quốc nín thở. Thưa quý vị, lũ lụt kỷ lục dự kiến xảy ra ở các khu vực phía Nam của Trung Quốc khi mưa lớn đầy mực nước ở đồng bằng sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m khối trên giây, mực nước đo được cao nhất từ trước đến nay. China News đưa tin hơn 400 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người được sơ tán. Theo truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thành phố Thiểu Quan là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức của tỉnh Quảng Đông phải nâng cao cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố này đã lập kỷ lục vào cuối tháng 5. Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tại tỉnh Giang Tây ở phía Đông Nam, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết là khu vực này chịu thiệt hại về kinh tế là 70,2 triệu đô la Mỹ với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Đầu tuần này, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết là tỉnh đã hứng chịu thiệt hại ước tính là khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, rơi vào khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các quan chức địa phương cảnh báo rằng tình hình có thể là sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày sắp tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao trên khắp miền Nam của Trung Quốc.
nước trên nhiều con sông đạt đỉnh. Tính đến 12 giờ ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực của sông Châu Giang. Ở địa phương các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới là gần 10 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Trung Quốc triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt kỷ lục. Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Quy định này được đưa ra tại hội nghị Quốc vụ viện do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Khắc Cường cho biết năm nay lũ lụt đến sớm ở miền Nam Trung Quốc cần phải duy trì mực nước an toàn trên các con sông và đập nước lớn trong mùa mưa lũ và đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Tại các khu vực phía Nam cũng nên chuẩn bị các phương án dự phòng và khắc phục, cũng như làm giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Dự báo cho thấy các hiện tượng thời tiết tương đối khắc nghiệt hơn là mùa mưa lũ năm nay, và khu vực có mưa lớn gần đây đã hướng dẫn lên phía Bắc. Hội nghị nhấn mạnh tính cấp thiết phải tăng cường trách nhiệm, cải thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời là duy trì nỗ lực phòng chống bão, lũ và giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình ổn định sản xuất lương thực và thông qua bước tiếp theo để đảm bảo một vụ mùa bội thu cho cả năm. Nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc dự kiến là ghi nhận mỗi trận lũ lịch sử khi mưa lớn đẩy mực nước ở vùng Châu Thổ Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Hàng trăm nghìn người đã phải được sơ tán khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có tỉnh Quảng Đông. Một ngày trước đó, nhà chức trách đã đưa ra mức cảnh báo lũ lụt cao nhất đối với lưu vực sông Châu Giang, đồng thời cho biết mực nước tại một số nơi đã vượt quá mức cao kỷ lục trong lịch sử và thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông sẽ bị ảnh hưởng xấu. Chính quyền tỉnh Quảng Đông vừa qua cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán và thiệt hại ước tính đã lên tới 1,7 tỷ nhân dân tệ, rơi vào khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các số liệu chính thức cho biết tổng cộng 480.000 người đã bị ảnh hưởng của mùa mưa lũ. Trong tháng 6 này, các vùng khác ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Tây, cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kỷ lục, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Theo đề nghị của Cơ quan Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ, Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng với Cục Dự trữ Vật tư và Lương thực Quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 180 thiết bị cứu sinh, 119 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng lớn, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với Cơ quan Khí tượng Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở khu vực lưu vực sông Châu Giang cũng như là khu vực trung và hạ lưu của sông Trường Giang. Trái ngược miền Nam, miền Bắc Trung Quốc đối mặt với siêu nắng nóng. Sina cho biết các đợt nắng nóng đang hoành hành ở miền Bắc Trung Quốc, nhiệt độ ở một số tỉnh phía Bắc đạt mức cao rất cao, trong đó có Tế Nam là 40 độ C và Trịnh Châu là 38 độ C. Nhiệt độ bề mặt còn nóng hơn nữa. Mạng thời tiết Trung Quốc cho biết là nhiệt độ bề mặt ở các khu vực của Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, An Huy, Ninh Hạ, Sơn Tây, Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Đông và những nơi khác đã vượt qua kỷ lục nhiều năm. Ở mặt đất nóng lên đến nỗi là những mặt đường bằng xi măng đã vỡ ra, một số đoạn đường cảnh tượng nứt vỡ giống như là vừa xảy ra động đất. Sina chỉ dẫn dự báo thời tiết cho biết là thời tiết ở miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục ở nhiệt độ cao thường xuyên, nhiều nơi có thể là lên tới 40 độ C. Sự xuất hiện cùng lúc cả mưa lớn kỷ lục, nắng nóng và lốc xoáy mạnh bất thường khiến nhiều thành phố ở miền Nam Trung Quốc thiệt hại nặng nề. Hàng triệu người dân ở khu vực này đã phải di rời và chịu thiệt hại về tài sản do thiên tai. Theo Reuters, biến đổi khí hậu đang mang đến những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái cũng như là ảnh hưởng tới kinh tế xã hội, chính phủ Trung Quốc báo cáo. Thưa quý vị, trận mưa xối xả ở Tây Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm phần phía nam của Hoa Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Long Trào, Tứ Xuyên,
Tây Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu và Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc, đặc biệt là mưa xối xả xảy ra ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến ngày Chủ nhật vừa qua, trên cả nước đã có 46 người thiệt mạng và 166 người mất tích do lũ lụt do mưa lớn, 6,749 triệu người ở 284 quận huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn bắt đầu từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Bảy đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh của Trung Quốc và khiến hơn 6 triệu người bị ảnh hưởng. Trong số đó, thiên tai nghiêm trọng nhất ở khu vực Tây Nam, nơi có lượng mưa lớn nhất trong 50 năm. Từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai, lượng mưa 940mm đã được đo ở Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, lớn nhất kể từ năm 1954. Mưa lớn không chỉ gây lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy nhà cửa và cầu cống mà còn gây ra nhiều trận lở đất chôn vùi hàng chục nghìn người. Vùng núi Tứ Xuyên bị thiệt hại nặng nề nhất. Quất Sơn, quận lỵ cũ của quận Bắc Xuyên đã bị bỏ hoang do trận động đất ở Vân Xuyên. Thị trấn ban đầu được lên kế hoạch làm nơi tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và bảo tàng địa điểm động đất quốc gia Bắc Xuyên đã được xây dựng. Thị trấn bị nhấn chìm trong 7 mét nước do hậu quả của trận mưa xối xả, với lưu lượng lũ lên tới 6.600 mét khối mỗi giây, lưu lượng lớn nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1954. Vào ngày thứ Hai, một cây cầu bắc qua sông Thông Khẩu bị sập, 6 phương tiện rơi xuống sông và ít nhất 12 người mất tích. Cây cầu bị hư hại do trận động đất và chỉ mới được sửa chữa và đưa vào sử dụng vài ngày trước. Hai cây cầu khác bị sập ở tỉnh Tứ Xuyên nhưng không có báo cáo về thương vong. Tại thành phố Đô Giang Yển, lở đất quét qua 2 km2 chôn vùi 11 ngôi nhà dân cư và nhiều biệt thự nghỉ dưỡng. Tính đến đầu ngày thứ Tư, 16 người thiệt mạng và 117 người mất tích. Do đường dây điện thoại bị cắt, những người sống sót phải đi bộ đến các văn phòng chính phủ gần đó để được giúp đỡ. Sau đó, vào ngày thứ Ba, một trận lở bùn khác đã khiến khoảng 2.000 người mắc kẹt trong đường hầm Đô Giang Yển, Văn Xuyên. Tính đến tối ngày thứ Ba, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Tại A3, lở đất làm 3 người chết và 12 người mất tích. Mưa lớn đã buộc hơn 220.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên phải sơ tán và phá hủy khoảng 300 tòa nhà dân cư. Tính đến ngày thứ Tư, 31 người ở Tứ Xuyên được xác nhận đã chết và 166 người mất tích. Tại Tùy Giang, Vân Nam, mưa lớn đã giết chết 4 người, phá hủy 5.280 ngôi nhà và đóng cửa trường học ở các vùng nông thôn. Hôm thứ Hai, một tòa nhà công nghiệp và khai thác mỏ xây dựng Sở Giang đã bị sập ở Shoyang, Sơn Tây, khiến 12 công nhân nhập cư thiệt mạng. 3 người chết đuối bên ngoài thủ đô Bắc Kinh do bị mắc kẹt trong ô tô và những người khác cũng thiệt mạng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Nội Mông Cổ và Cam Túc. Hôm thứ Tư, theo thống kê chính thức, trận mưa xối xả đã khiến 46 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, thêm 60 người mất tích ở Tứ Xuyên. Vào rạng sáng ngày hôm qua, một trận mưa lớn nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Thạch Miên, thành phố Nha An, khiến giao thông, điện và liên lạc bị gián đoạn nhiều nơi. Nhiều ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, nhưng cho đến nay không có tin tức về thương vong. Thời gian gần đây, nhiều vùng ruộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong vòng 60 năm, gây thiệt hại về người và của. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, địa điểm xảy ra vụ việc là quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của Sở Cứu Hỏa Thiều Quan, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ, mực nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. May mắn, tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nam Quốc Kim Bảo cho biết, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã phá hủy ít nhất một ngôi nhà trong chốc lát, đồng thời cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thanh gỗ lớn. Tờ Jiangnan News Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, mưa nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử khi khu vực đô thị bị nhấn chìm và một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập khiến 5 người gặp nạn. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt quá 225,6mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV, vào sáng nay, mực nước của lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mực nước bảo đảm.
Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành. Tại Quảng Tây, theo báo cáo của cơ quan quản lý khẩn cấp, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2.349 triệu người tại 110 quận huyện của 14 thành phố trong toàn khu vực. 145.000 người được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 307.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, 10.600 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét, cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây, trong đó khả năng cao xảy ra lũ quét báo động đỏ ở khu vực Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết lượng nước mưa đo được ở 987 thị xã, thị trấn ở 82 quận huyện trong tỉnh vượt quá 250mm, trong đó có 409 thị xã, thị trấn ở 61 quận huyện vượt quá 400mm và 30 thị xã, thị trấn ở 9 quận huyện vượt quá 600mm. Lượng mưa ở 116 thị xã, thị trấn của 18 quận huyện trong tỉnh vượt 50mm, trong đó 530 thị trấn của 6 huyện vượt 100mm. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt. Theo cơ quan thời tiết các địa phương năm nay, những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Vương Vệ Lộ, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc có hai khối không khí bị tắc ở đây gây nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định tình hình lũ ở nước này vẫn rất nghiêm trọng. Nó tiếp tục cảnh báo sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở khu vực miền Nam trong những ngày tới, khiến hàng loạt con sông xảy ra lũ. Trong đó, lưu vực sông Châu Giang có thể xảy ra đại hồng thủy cục bộ. Lũ ở một số các sông thuộc lưu vực sông Dương Tử có thể vượt mức báo động. Được biết, từ đầu mùa lũ năm đến nay, Trung Quốc đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, khiến các con sông lớn thường xuyên phải đưa ra thông báo lũ, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Châu Giang. Hiện Bộ Thủy lợi Trung Quốc vẫn đang duy trì phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời cử 5 tổ công tác đến tuyến đầu phòng chống lũ ở các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và mưa lớn. Có thể thấy đợt mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng và sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà cửa tài sản bị nước cuốn trôi phải đi sơ tán. Trung Quốc hiện đang phải chịu ảnh hưởng bởi sự hội tụ hiếm hoi của mưa lớn kỷ lục cùng với sóng nhiệt và lốc xoáy ở siêu đô thị phía Nam Quảng Châu, khiến cho nhiều người phải di tản, làm hư hại tài sản và đất canh tác. Ít nhất 7 tỉnh và khu vực ở miền Nam đã ban hành cảnh báo bão và lũ lụt nghiêm trọng giữa lúc lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục. Trung Quốc cho rằng biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Vậy nguyên nhân do đâu gây mưa lũ bất thường ở Trung Quốc? Thưa quý vị, ở miền Nam Trung Quốc những tuần trước và sau lễ hội Thuyền Rồng, vào tháng 6 hàng năm thường xuất hiện mưa và thời tiết bất ổn do không khí nóng ẩm ở phía Nam va chạm với khối không khí lạnh ở phía Bắc. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn, có tác động suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp. Khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đang bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Tháng 7 năm 2021, lượng mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân.
gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích. Ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, tương đương 17,8 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian gần đây, nơi này càng dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới. Chính phủ Trung Quốc cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố mới đây, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế và xã hội. Tài liệu cho hay, biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra những thách thức lâu dài mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm do bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Do đó, chính phủ Trung Quốc sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng không thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đạt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và các tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Tài liệu cho hay, Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước. Lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 16% trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc, quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, đã cam kết sẽ đưa lượng khí nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Hy vọng với cam kết thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung Quốc sẽ giảm thiểu được những kiểu thời tiết cực đoan, bảo vệ được cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, Trung Quốc đang phải đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra bất thường ở nhiều khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm triệu dân. Những trận mưa kỷ lục đã trút xuống nhiều khu vực từ đầu tháng 6 đến nay đã làm hơn 20 người chết. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt lở đất, phá hủy đường xá và cơ sở hạ tầng. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Kính thưa quý vị, mưa bão được cho là tồi tệ nhất trong năm thập kỷ đã làm ngập lụt các khu vực rộng lớn ở phía tây nam Trung Quốc, cuốn trôi các cây cầu, gây ra một vụ lở đất chôn vùi hàng chục người và phá hủy đài tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên và các công trình khác cùng một khu vực. Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư rằng mưa lớn đã bắt đầu từ cuối tuần trước, đã giết chết hơn 50 người trên khắp Trung Quốc và làm gián đoạn cuộc sống của 2 triệu người. Trận lũ lụt tồi tệ nhất ở các khu vực miền núi của Tứ Xuyên, nơi bao gồm một số cảnh quan ngoạn mục nhất của Trung Quốc, làm nổi bật những thách thức trong việc khuyến khích xây dựng ở những nơi dễ xảy ra mưa lớn và hoạt động địa chấn. Một số chuyên gia trích dẫn các trận động đất thường xuyên và xói mòn đất do nạn phá rừng đã lập luận chống lại sự phát triển liên tục của các thị trấn và thành phố dọc theo sông Min, Phu và Jian uốn lượn qua các hẻm núi dốc của khu vực. Thiệt hại nặng nề nhất dường như là ở thành phố Đô Giang Yển, nơi một sườn núi ngập trong mưa đã sụp đổ hôm thứ Tư, chôn vùi 11 ngôi nhà và khoảng 40 người. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước cho biết, các nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ từ thành đô, thủ phủ của tỉnh đang đổ xô đến khu vực vừa mới hồi phục sau trận động đất. Trận động đất khiến 87.000 người chết và mất tích. Hôm thứ Ba, một cây cầu bắc qua sông Thông Khẩu đã bị sập, khiến 6 phương tiện rơi xuống nước. Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin, ít nhất 12 người vẫn mất tích và được cho là đã chết. Lũ lụt đã nhấn chìm Quất Sơn, quận Lỵ của Bắc Xuyên, từng là thành phố, hơn 20.000 dân đã bị trận động đất phá hủy. Các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, nước hơn 7 mét đã làm ngập một viện bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân động đất mới mở gần đây. Những người sống sót từ lâu đã được chuyển đến một trung tâm thị trấn mới và các quan chức dành khoảng 10 dặm vuông làm đài tưởng niệm. Odiatan Morning Post, một tờ báo có trụ sở tại Thượng Hải, kêu gọi chính phủ bảo vệ tốt hơn khu tưởng niệm, nơi chứa hải cốt của hàng trăm người mà thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy, từ đống đổ nát. Nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp hiệu quả, bài xã luận nói, trong 10 hoặc 20 năm nữa, tàn tích có thể không còn nữa. Ở phía Bắc, tại tỉnh Sơn Tây, 12 công nhân đã thiệt mạng vào tối thứ Ba khi một trận mưa bão dữ dội gây ra sự sụp đổ của một xưởng khai thác than dở dang mà họ đang xây dựng, People Daily đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ chính quyền thành phố Tân Trung, nơi xảy ra vụ tai nạn. Mưa lũ phá hủy hàng nghìn ngôi nhà,
nhiều đập bị vỡ. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 2 triệu người tại Trung Quốc, khiến khoảng 17.500 ngôi nhà bị sập, nhiều con đập bị vỡ. Đài BBC dẫn tin truyền thông địa phương cho biết, mưa lớn kéo dài từ tuần trước đã kéo theo tình trạng sạt lở đất ở hơn 70 huyện và các thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây phía Bắc Trung Quốc. Giới chức địa phương cho hay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 2 triệu người, trong đó hơn 120.000 người phải sơ tán, 17.500 ngôi nhà bị sập, con số thương vong thiệt hại tiếp tục được cập nhật. Song theo nguồn tin ban đầu, ít nhất 5 người đã thiệt mạng do mưa lũ ở Sơn Tây. Kể từ đầu tháng này, lượng mưa ở Sơn Tây nhiều gấp 5 lần so với lượng mưa thông thường, khiến nhiều con đập bị vỡ, nhấn chìm nhiều tuyến đường sắt. Báo Global Times dẫn nhận định của các nhà quan sát cho rằng trận mưa lũ hiện nay ở Sơn Tây thậm chí có thể nghiêm trọng hơn trận lũ ở tỉnh Hà Nam hồi đầu năm nay. Tuần trước, lượng mưa trung bình ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đạt khoảng 185,6mm với lượng mưa chỉ khoảng 25mm giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2010. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách liên lạc với người dân trong vùng lũ, trấn an họ và cho biết trẻ em, người già và phụ nữ được ưu tiên sơ tán trước. Mưa lũ cũng làm tê liệt hoạt động của khoảng 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Điều này càng gây sức ép lên nguồn cung năng lượng trong bối cảnh Trung Quốc đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu điện. Hàng loạt nhà máy, doanh nghiệp cũng phải tạm ngừng hoạt động. Theo báo cáo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, năm nay, nước này chứng kiến nhiều đợt mưa lớn hơn so với thông thường. Tổng cộng trong năm nay, gần 800 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các thảm họa tự nhiên ở Trung Quốc. Hồi giữa tháng, một đợt mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, 50 người mất tích, trong đó có 15 người thiệt mạng do nước tràn vào trong toa tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu. Nhiều thành phố ở Trung Quốc cảnh báo đỏ về mưa lũ. Mưa lũ liên tiếp khắp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu bị hư hại. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ. Sau trận mưa xối xả kéo dài, làm 21 người thiệt mạng và 6.000 người phải sơ tán. Những người thiệt mạng được ghi nhận tại thị trấn Liulin thuộc thành phố Tô Châu ở phía bắc tỉnh Hồ Bắc. Hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị thiệt hại do lũ lụt và trong khi hệ thống điện, giao thông và thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Tân Hoa Xã đưa tin, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các thành phố Tô Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục 400mm. Theo dịch vụ tin tức chính thức, CNS của Trung Quốc có tới 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Theo China Daily, thời tiết cực đoan trên khắp tỉnh Hồ Bắc đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 108 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 16,67 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc thường xuyên chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách đã cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt và điều này xảy ra thường xuyên hơn. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán ở tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên vào cuối tuần trước và lượng mưa kỷ lục ở tỉnh Hà Nam vào tháng trước đã gây ra trận lụt nghìn năm có một, làm hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau với các khu vực dọc sông Dương Tử dễ bị lũ lụt. Các khu vực nguy cơ cao gồm các tỉnh miền Trung như Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam và An Huy, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu ở Tây Nam cũng như Chiết Giang ở phía Đông. Thưa quý vị, mới đây một đoạn camera ghi lại khoảnh khắc một thanh niên bất ngờ gục xuống sau tiếng sét đã khiến cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng. Nguyên nhân tử vong của thanh niên này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo đó, trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ thanh niên bị sét đánh tử vong khi đang ngồi uống cà phê. Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều, anh NT, sinh năm 1990, quê Bình Thuận, đang ngồi trong quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Thời điểm này ngoài trời có mưa, anh T ngồi trong quán bấm điện thoại, bất ngờ có một tiếng sét lớn làm anh T bị choáng, lên cơn co giật, sau đó gục xuống nền nhà và tử vong. Nhận được thông tin, công an quận Gò Vấp đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân tử vong do phù phổi cấp vì bị sét đánh.
Sự ra đi của thanh niên xấu số này khiến cho không chỉ những người có mặt tại quán cà phê cảm thấy hoang mang, mà những người theo dõi đoạn camera này cũng vô cùng bất ngờ. Thời gian gần đây đã có không ít những vụ sét đánh thương tâm xảy ra. Có thể nói sét đánh là hiện tượng không mới, nhưng luôn khiến người ta bàng hoàng mỗi khi xảy ra vì diễn biến quá nhanh của nó. Đây là hiện tượng tự nhiên nguy hiểm và có rất ít nạn nhân rơi vào trường hợp bị sét đánh có thể bảo toàn tính mạng. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại một vài vụ việc tương tự mới được ghi nhận. Di chuyển và làm việc dưới trời mưa giông, 3 người ở Thái Bình và 1 người ở Hưng Yên đã bị sét đánh tử vong. 3 nạn nhân ở Thái Bình là chị Nguyễn Thị Quy 36 tuổi, con trai Nguyễn Công Đức 16 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, ông Nguyễn Bá Trọng 50 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư. Cả 3 được cấp cứu lúc hơn 16 giờ trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim. Ông Nguyễn Tiến Định, trạm y tế xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy cho biết, Thái Bình xuất hiện mưa rông kèm sấm sét kéo dài gần 60 phút. Vợ chồng chị Quy đi 2 xe máy, chị Quy chở con trai, chồng đi một mình ở phía sau. Và ông Trọng đang di chuyển trên đường tỉnh 456 đoạn giáp danh giữa 3 xã Thụy Thanh, Thụy Hồng và Thụy Duyên thì bị sét đánh. Sau khi khám nghiệm, các nạn nhân đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, sét đã đánh trúng trang trại lợn của ông Hoàng Văn Nhã, làm chết toàn bộ 229 con lợn chuẩn bị xuất chuồng. Trong đó có 151 con nặng trung bình 140kg một con, 78 con nặng 120kg mỗi con. Nhiều huyện của tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện mưa dông tại cánh đồng xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ. Bà Tô Thị Liên, 54 tuổi, đang phun thuốc trừ sâu, đã bị luồng sét đánh tử vong. Cao Bằng, một người bị sét đánh tử vong khi sạc điện thoại ở đầu giường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến một người tử vong. Cụ thể, một ngôi nhà tại thôn Khâu Ca, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm bị sét đánh trúng trong nhà, khi ấy mọi người đều đang ngủ. Hậu quả, vụ sét đánh đã khiến anh HLB, sinh năm 1995 tử vong, còn người vợ nằm bên cạnh là chị VTD chỉ bị giật nhẹ. Qua xác minh, cơ quan chức năng ghi nhận do nạn nhân đã sạc điện thoại để trên giường khi ngủ nên bị sét đánh dẫn qua đường điện và đánh trúng người. Tại hiện trường, đường dây điện ở đầu giường ngủ của nạn nhân đã bị đứt. Những sự việc thương tâm liên tiếp xảy ra khiến chúng ta cần phải nhìn lại mức độ nguy hiểm của những cơn dông sét và cách để hạn chế tối đa những hậu quả của nó. Được biết, miền Bắc và miền Trung thường xuất hiện mưa dông sấm sét vào giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng tháng 4, tháng 5 và từ nóng sang lạnh tháng 9, tháng 10. Đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn từ những tia sét bất ngờ, chúng ta nên làm gì để phòng tránh sét? Hãy cùng theo dõi ý kiến từ những chuyên gia về vấn đề này. Các tỉnh Bắc Bộ đã chuẩn bị bắt đầu một mùa mưa bão, cũng đồng nghĩa với việc sét đánh gây rủi ro về người và tài sản cũng sẽ gia tăng. Vậy làm thế nào để phòng sét đánh? Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu dông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống ở Việt Nam cho biết, Việt Nam nằm ở tâm dông của châu Á, một trong 3 tâm dông lớn trên thế giới có hoạt động dông sét mạnh, số ngày dông trung bình khoảng 80 ngày một năm. Và giờ dông trung bình là 200 giờ một năm. Hoạt động dông phân bổ phức tạp, nơi có số giờ dông nhỏ như Cam Ranh 55 giờ một năm, nơi đạt số giờ dông cao như A Lưới tới 489 giờ một năm. Một số địa phương dông sét xuất hiện nhiều như xã Cổ Dũng, Hải Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, Thăng Bình, Quảng Nam, đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, số người tử vong vì sét đánh ở Việt Nam luôn ở mức cao so với khu vực. Nói về tai nạn do sét, ông Nguyễn Xuân Anh phân tích sét đánh thẳng vào vị trí nạn nhân từ trên đám mây xuống. Khi nạn nhân đứng cạnh vật bị sét đánh, sét có thể phóng qua khoảng cách không khí giữa người và vật. Trường hợp này gọi là sét đánh tạt ngang, sét đánh khi nạn nhân tiếp xúc với vật bị sét đánh hoặc khi người tiếp xúc với mặt đất ở một thời điểm khi có sét lan truyền trên mặt đất. Sét lan truyền qua đường dây cáp tới cấp vật như điện thoại, TV, ổ cắm. Sét đánh thẳng là nguy hiểm nhất. Cứ 10 người bị sét đánh thẳng thì 8 người tử vong. Khi sét đánh xuống cây thì một tia sét có thể ngay lập tức cướp đi sinh mạng của vài người xung quanh. Sét là hiện tượng ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, việc chủ động để phòng tránh sét, tìm nơi an toàn có thể sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị sét đánh. Theo ông Anh, khi gặp mưa không nên đứng thành nhóm túm tụ một chỗ. Trong mùa dông sét, người dân khi đi làm đồng cần để ý đến dự báo thời tiết.
nếu có khả năng xảy ra dông, dựa vào quy tắc nghe nhìn hay dấu hiệu khác biểu hiện của dông như mây đen, gió thì phải nhanh chóng về nhà và trang bị hệ thống chống sét trước khi có dông. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho biết chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét. Khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định điều đơn giản và tối thiểu nhất người dân cần làm là nghe dự báo thời tiết để lên kế hoạch làm việc. Khi làm việc ở khu vực nào đó, để ý trước các nơi có thể chống mưa và tránh sét an toàn. Khi trời sắp xảy ra dông thì biện pháp tránh sét tốt nhất là nên về nhà. Chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét. Đơn giản nhất là cột thu lô Franklin, nên rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có dông gần xảy ra. Với các đường dây điện thoại hay dây điện thì nối lưới với điện thoại bên ngoài nên rất dễ có thể bị ảnh hưởng. Sét đánh lan truyền nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện. Với khoảng cách ít nhất là 1 mét, vô tuyến nối với dây anten để ngoài trời cũng rất cần được rút ra khi có dông. Thưa quý vị, với mức độ nguy hiểm cũng như những trận dông sét ghi nhận suốt thời gian vừa qua thì việc cẩn trọng và phòng tránh sét không bao giờ là thừa.